Những đồn đoán liên quan tới chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã có lời giải. Có mặt tại Đài Bắc vào ngày 2 tháng 8, bà Pelosi đã trở thành quan chức cấp cao nhất ở Mỹ từng đến Đài Loan sau 25 năm kể từ chuyến thăm của người tiền nhiệm năm 1997. Được biết, những chuyến thăm của các quan chức Mỹ đến Đài Loan chưa bao giờ dễ dàng vì luôn vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Phía Đài Loan cho hay, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ tiếp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi vào sáng nay 3 tháng 8 trước khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ rời hòn đảo để đến Hàn Quốc. Ngay sau khi bà Pelosi có mặt tại Đài Loan, phía Trung Quốc đã điều một số chiến cơ áp sát đường trung tuyến chia đôi eo biển Đài Loan vào sáng 2 tháng 8. Một số tàu chiến Trung Quốc cũng tiến gần vùng đệm không chính thức kể từ ngày 1 tháng 8 và ở lại đó. Cũng trong ngày 2 tháng 8, Reuters dẫn lời một quan chức hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay nước này đang ở biển Philippines, nằm về phía đông Đài Loan và phía nam Nhật Bản. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng động thái trên của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, phá hoại nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ. Ông Vương Nghị kêu gọi Mỹ ngừng cản trở sự thống nhất vĩ đại của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Đài Loan là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay đã nắm được đầy đủ các hoạt động gần hòn đảo và sẽ điều động lực lượng một cách thích hợp để phản ứng lại các mối đe dọa từ bên ngoài.